Chiều ngày mùng 1 tháng 7, tài xế, 50 tuổi, lái ô tô khách biển Bình Dương chạy trên quốc lộ 28, hướng Lâm Đồng đi Đắk Nông. Khi đến đoạn cua gấp trên đèo Cùi Trỏ, xã Quảng Khê, huyện Đắk Long, xe bất ngờ tông gãy ta lui đường sau đó lao xuống vực. Nhiều người dân đã xuống phá cửa đưa một số nạn nhân ra ngoài, đồng thời gọi lực lượng cứu hộ. Chính quyền địa phương đã điều nhiều cảnh sát, quân đội, dân quân đưa các thiết bị tới hiện trường lần lượt đưa khách lên miệng vực. Hơn 30 phút, công tác cứu hộ các nạn nhân hoàn thành. Ông Trần Nam Thuần, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk Long cho biết, xe gặp nạn chở khách du lịch. Khi tới khu vực đèo, ô tô tông vào giải phân cách, lao xuống và lật nghiêng dưới vực sâu khoảng 30 m Trên ô tô lúc đó có 45 khách, một tài xế và hai phụ xe. Lực lượng chức năng đã đưa toàn bộ số khách gồm cả những người bị thương tới trung tâm y tế huyện Đắk Long. Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế cho biết do phanh xe không hoạt động khi đổ dốc đã đâm vào giải phân cách, lao xuống vực.